Ninh Dương Đăng Ngọc chính thức lên tiếng về clip nóng trên web đen. Ngày 2 tháng 3, cư dân mạng truyền tay nhau những hình ảnh được chụp lại từ một trang web phim 18+, trong đó có loạt ảnh được cho là cắt từ clip nhạy cảm của một nữ diễn viên Việt Nam nổi tiếng. Theo trang web này, nhân vật chính trong clip được cho là nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Vào 3 giờ chiều cùng ngày, nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng trên Facebook cá nhân. Đầu tiên, tôi Ninh Dương Lan Ngọc gửi lời xin lỗi đến các đơn vị nhãn hàng, đối tác, người thân, gia đình, bạn bè và đặc biệt là quý khán giả vì khiến mọi người phải đọc những thông tin không hay đang tràn lan trên mạng xã hội vừa qua. Nay tôi xin khẳng định người con gái trong đoạn clip đen đang tràn lan trên mạng không phải tôi. Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của tôi. Bản thân là một người nghệ sĩ hoạt động chân chính và đang là đại diện cho nhãn hàng uy tín. Bản thân tôi luôn phải giữ gìn hình ảnh của mình thật kỹ, không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc như thế này. Trân trọng, Ninh Dương Lan Ngọc. Chỉ ít phút sau khi nữ diễn viên lên tiếng, Trấn Thành đã có phản ứng và gây chú ý với lượng tương tác khủng. Theo đó, nam MC đã bình luận một chữ thương để an ủi và bày tỏ cảm xúc với đàn em thân thiết. Phản ứng của Trấn Thành đã chứng minh mối quan hệ tốt đẹp của cả hai. Hiện tại, rất đông người hâm mộ đã để lại bình luận động viên và mong Lan Ngọc bình tĩnh vượt qua thị phi trên trời rơi xuống này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.